khai trương shop blog Fruit thuyền trưởng song soi với vô vàn ưu đãi 10k với 75 lookbook, cơ hội sở hữu app Max Level chỉ với 15k, danh mục V4 full gear siêu hot thiếu nữa là một tự chọn đa dạng nick VIP Pro. Bên cạnh đó thì còn có app game liên quân và app Free Fire, link dưới phần mô tả nhé. Dự đoán One Piece 2024 top 7 sự kiện nổi bật nhất có thể xảy ra. 2024 Giáp Thìn, đây phải chăng là năm của Dragon, anh Long ngữ? Năm vừa rồi Xanh đã thể hiện sức mạnh đúng như lời tuyên bố của bác Oda. Giờ chỉ còn chờ Dragon, anh Rồng bước ra sân khấu thôi. One Piece năm 2024 với điểm nhấn vẫn là Spotlight chương Ekid với trận chiến chống lại một trong Ngũ Lão Tinh, người quyền lực bậc nhất chính phủ lúc này. Liệu rằng Saturn có bị đánh bại, khơi mào cho cuộc đại chiến giữa hai phe hải tặc và chính quyền, tái hiện lại cuộc chiến vĩ đại 800 năm trước? 2024 được dự đoán sẽ là đoạn kết của chương đảo trứng, tiền đề cho Final Saga khép lại bộ truyện huyền thoại. Cùng mình dự đoán top 7 sự kiện trọng điểm có thể xảy ra trong năm nay với trọng tâm là nhân vật Monkey D. Dragon. Và ngay giờ, let's go thôi! Plot Twist Kizazu. Năm mới phải có tí drama hít hà nỗi vui chứ. Style viết truyện của Oda luôn mở màn một năm hoành tráng bằng việc để cho độc giả tranh cãi nảy lửa về một nhân vật nào đó. Người được chọn mặt khỉ vàng lần này không ai khác ngoài đô đốc Kizazu của tổng bộ. Nếu như hình ảnh khỉ vàng nhảy điệu Nika trong hồi tưởng của Kuma chưa đủ sức thuyết phục, chỉ làm người ta đoán già, đoán non, thì vài chap gần đây, biểu cảm của lão ngày càng trở nên bất thường hơn rồi. Thế éo nào lại tỏ ra đồng cảm với Bonnet và thương tiếc khi mà thấy cô bị Saturn hành xác. Liên kết từ những sự kiện có sự có mặt của Bo Salino ở trong quá khứ, dường như đây là vị đô đốc khó đoán nhất rồi. Công lý nửa vời với mục đích không rõ ràng, hành động thì lúc này lúc kia. Trong bề ngoài có vẻ đang thi hành nhiệm vụ nhưng lại gián tiếp giúp Luffy được an toàn. Người ta gọi đó là giơ cao đánh khẽ đấy các bạn ạ. Và sắp rồi, thời khắc Kizazu bại lộ thân phận gián điệp chắc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay trong một vài chap tiếp theo thôi. Có khi dăm 7 chap nữa chúng ta cũng sẽ thấy được Kizazu hiện nguyên hình là chỉ huy tối cao của quân cách mạng nằm vùng hải quân suốt mấy chục năm nay chẳng hạn. Nếu điều đó xảy ra, thực sự sẽ là một drama xứng đáng chiếm spotlight khởi đầu cho năm mới. Theo khảo sát rất nhiều độc giả, đại đa số đều ủng hộ Kizazu lật kèo giao tranh, hợp sức với Luffy đối đầu với Thánh Saturn. Khác với sự rõ ràng của Aokiji với Akainu, Bo Salino luôn khiến người khác phải tò mò khi mà ông đang suy nghĩ gì trong đầu. Và theo anh em, Kizazu có thực sự là gián điệp nằm vùng? Nếu đúng, lão xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng Oscar năm nay. Kuma hy sinh. Theo thông tin mới nhất, bạo chúa Kuma đã xuất hiện tại Ekid tham gia vào chiến trường quan trọng có sự góp mặt của hai đứa trẻ mà ông yêu thương nhất, đó là Bonnet và Luffy. Sự phẫn nộ của Kuma khiến Saturn phải khiếp sợ. Bao nhiêu lòng thù hận đều hướng về kẻ đã gây ra tội ác cho gia đình của mình. Thử nghĩ mà xem, một tay Saturn buôn gian bán tháo, tạo vấn đề, bán giải pháp. Chính ông gây nên căn bệnh Saphire cho hai mẹ con Ginny, Bonnet. Người đã chết, còn đứa con gái phải sống mà cũng không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời. Sau đó lại chính Saturn lợi dụng căn bệnh này để ra bản thỏa thuận với Kuma, bắt ép ông trở thành công cụ nghiên cứu cho chính quyền, đổi lấy sức khỏe cho Bonnet. Thậm chí xóa bỏ nhân tính khiến Kuma trở thành một cỗ máy giết chóc không còn ý thức. Chia cách hai cha con họ và không cho họ gặp nhau dù chỉ một lần. Tất cả tội ác Saturn gây ra là không thể tha thứ. Điều đó giải thích tại sao Kuma lại lặn lội di chuyển từ Kamabaka ở Paradise đến tận Ekid tân thế giới chỉ để vả cho Saturn một cú. Tuy vậy số phận của Kuma dường như đã được định đoạt là sẽ bỏ mạng ở chương đảo trứng. Cơ thể ông bị tổn thương rất nặng kể từ sau khi mà trở thành nô lệ cho bọn Thi Long Nhân. Chưa kể mới vừa bị hải quân bắn phá dữ dội ở thánh địa, giờ lại dính hỏa lực tại Ekid và sắp tới chuẩn bị ăn hành trước lão tinh Saturn. Nói gì thì nói, Kuma không phải là đối thủ xứng tầm, gây ra khó khăn, cầm chân các kiểu, chứ Saturn ấy với quyền năng vô hạn có thể hạ sát bạo chúa ngay tại Ekid. Biết là Kuma khó lòng sống sót nhá, bản hùng ca về ông sẽ được nhớ đến như một anh hùng vĩ đại, người đã support cho thế hệ trẻ, đặc biệt là Luffy, tiến tới chặng đường xa như ngày hôm nay. Cái chết của Kuma đánh dấu mâu thuẫn lên đỉnh điểm giữa Liên minh băng mũ rơm với chính phủ thế giới, thúc đẩy Luffy, Bonnet hợp tác tấn công thánh địa ở trong tương lai không xa
và cũng là một sự kiện quan trọng trong năm 2024. Sức mạnh của Dragon. Năm con rồng thì không lý do nào mà Dragon, anh Long, lại ngồi yên chịu trận nữa. Năm nay Long không ra tay thì chờ đến bao giờ? Dragon đồng thời xuất hiện trong hồi tưởng với vai trò là người anh em chí cốt, người anh lớn mà Kuma hết sức ngưỡng mộ. Nhờ có mối quan hệ đó, Luffy mới được cựu Thất Vũ Hải ưu ái giúp đỡ hết lần này đến lần khác. Con ông cháu cha chưa bao giờ lỗi thời anh em ạ. Theo dòng sự kiện, Dragon đoán ra được phần nào điểm đến mà Kuma lựa chọn sau khi mà bất ngờ rời khỏi đảo Okama. Ở Ekid hiện tại hoàn toàn là người thân, bạn bè, thân thiết của anh Long. Nào là Luffy, Vegapunk, Kuma, Bonney, phần nào đó là Kizaru nữa. Dragon đứng nhìn thì quả thật là không phải đạo rồi. Khả năng rất cao thủ lĩnh quân cách mạng sẽ xuất hiện tham gia vào chương đảo trứng với vai trò là trợ thủ cho Luffy đối đầu với Saturn sau khi mà Kuma hy sinh để dọn đường cho thằng con trai kết liễu. Dù viễn cảnh ấy chỉ 50-50, vẫn hy vọng rằng trong năm 2024, Dragon sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về sức mạnh của người đàn ông nguy hiểm nhất trên thế giới. Cứ yểm hàng hoài suốt 25 năm chưa ra trận một lần nào. AD tin rằng Giáp Thìn năm 2024 sẽ là năm của Monkey D. Dragon. Liệu ông đã ăn trái quỷ gì? Mình có ra một video dự đoán năng lực của anh Long, anh em có thể tìm kiếm trên kênh và tham khảo nhé. Vegapunk bị xóa sổ. Nhân vật tiếp theo bị đưa vào danh sách đen như các bạn đã biết ấy, tiến sĩ điên Vegapunk. Lý do Saturn, một người danh cao vọng trọng đích thân đến Ekid chính là đảm bảo Vegapunk nhất định phải bị loại khỏi server. Một người đã cống hiến rất nhiều cho chính phủ, thành tựu của ông là vô số kể. Một số sản phẩm nổi bật như là bọn người máy Pacifista, Seraphim Thất Vũ Hải hay thành quả tạo ra các trái ác quỷ nhân tạo để đời. Trong số đó hiệu quả nhất phải kể đến đó là còng đá biển, sản phẩm độc quyền giúp chính phủ và hải quân có thể đàn áp được bọn hải tặc, những kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ. Tuy nhiên với phong cách qua cầu rút ván, một khi cảm thấy hết giá trị lợi dụng, chính phủ lập tức thực hiện chính sách giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dù rất tiếc họ phải trừ khử Vegapunk vì lý do là sợ sự phản bội của ông, ngăn ngừa khả năng Punk lại đầu quân cho thế lực thù địch. Và cá rằng tiến sĩ điên khó mà thoát được khỏi kiếp nạn này nha. Ở thời điểm hiện tại, ông đang phụ thuộc rất nhiều vào sự bảo vệ của băng mũ rơm và cha con của Kuma. Dragon có thể sẽ đến tiếp viện nhưng chỉ sợ lúc đó là muộn màng thôi. Kịch bản đẹp nhất, Dragon xuất hiện kịp lúc cứu Vegapunk và đưa ông về cuốn cách mạng. Một sự bổ sung tuyệt vời cho tổ chức ở trong thời gian tới. Tuy nhiên mình nghiêng về việc là Vegapunk hy sinh bản thân để có thể kích hoạt chế độ tự hủy Ekid để tạo điều kiện cho những đứa trẻ có cơ hội tẩu thoát. Các Vegapunk bản sao đều bay màu, buộc lòng ông phải tự mình vào băng lab kích hoạt chạy công tác hủy diệt. Coi như ông cũng hy sinh như một anh hùng, xứng đáng với Kuma như một người bằng hữu tôn trọng nhau. Trước khi Vegapunk đăng xuất khỏi server, có thể ông sẽ để lại di sản một vài cải tiến công nghệ giúp Franky, Usopp hay là Sanji sẽ được cải thiện hơn về sức mạnh. Không có mất mát cũng không có chiến thắng. Ác lớn như Ekid, anh em cứ chuẩn bị trước tinh thần một vài cái tên sẽ biến mất khỏi bản đồ. Ekid bị hủy diệt. Chịu chung số phận như là hòn đảo Ohara, Lulucia hay là God Valley 38 năm trước. Một khi chính phủ đã nhắm tới thì xác định 99% địa điểm đó sẽ bay màu khỏi map. Ekid được chính phủ ra xác lệnh hủy diệt không để lại một dấu tích nào. Ban đầu họ dự định ngoài việc tiêu diệt Vegapunk, một vài công nghệ giá trị trên đảo sẽ được di rời về thánh địa. Nhưng có mặt của băng mũ rơm thì cũng nằm ngoài dự tính rồi. Kể cả việc Kuma xuất hiện ở đây đã làm rối tung mọi thứ. Nếu chỉ có Vegapunk và 6 bản sao của ông thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Không cần phải phá hủy băng lab hư hại trầm trọng như bây giờ đâu. Từ đó suy ra, điều không thể tránh khỏi, Ekid nhiều khả năng sẽ bị tấn công bằng hỏa lực mạnh nhất. Một mình Saturn khó mà đánh bại được hết tất cả các sừng sỏ ở trên đảo. Không còn cách nào khác, một ngòi nổ hủy diệt mọi thứ như cái cách mà Lulucia đã từng phải hứng chịu. Hòn đảo khoa học bị xóa sổ, chính phủ yên tâm hơn, không còn mối đe dọa nào nữa. Dù Vegapunk có may mắn sống sót thì công nghệ ông nghiên cứu mấy chục năm nay cũng đã tan thành mây khói. Muốn đầu tư xây dựng lại phải tốn rất nhiều thời gian và chính phủ có đủ tiềm lực để dẹp bỏ những mầm mống phát sinh. Saturn bị đánh bại. Thánh Saturn được xây dựng là phản diện chính của chương Ekid.
Ban đầu AD chỉ nghĩ rằng lão thể hiện một chút sức mạnh rồi thôi, vì chỉ ít cũng thuộc team ngũ lão tinh, chùm cuối dưới trướng của Insama. Tuy nhiên qua đoạn hồi tưởng về Kuma và nhất là pha chơi bẩn vẽ bệnh bán thuốc của ông đối với cuộc đời bốn ấy, Saturn khó lòng mà sống sót dưới sự toxic của Otaku ở trên toàn thế giới. Lão không bị hạ ở Exit thì Oda sẽ là người bị độc giả bế lên phường. Saturn quá thâm độc và tàn nhẫn, thậm chí AD thấy lão còn đáng bị trừng trị hơn cả Kaido Bách Thú, dẫu biết rằng cả hai đều gây nên tội ác trầm trọng. Sự xuất hiện của Kuma là điềm báo giữ cho màn thoái trào một trong những ngũ lão tinh. Tất nhiên thì lão vẫn sẽ có đất diễn với năng lực trái ác quỷ bí ẩn cùng với quyền năng của lão thôi. Nhưng Saturn chỉ là một trong các hành tinh của hệ mặt trời, Luffy mới là Nika, ánh sáng trung tâm. Không phải tự nhiên những kẻ đứng đầu chính phủ lo lắng Nika lại tái xuất nhiều đến như vậy. Thế nỗi phải đổi tên trái ác quỷ để lẩn tránh sự thật với Nika, chiến binh tự do. Sự xuất hiện của Luffy được coi là khắc tinh cứng cho Gorosei và Imsama. Chỉ cần cậu hồi phục, Saturn sẽ lại phải trải qua cảm giác ám ảnh nhiều thế kỷ trước. Và tóm lại nha, 99% lão tinh nên bị hạ gục ở trong ác đảo trứng. Chỉ có như vậy mới vừa đã cái nư của độc giả. Và Oda hiển nhiên đang thiết lập điều đó xảy ra như đúng dự tính rồi. Nika Viral. Cuối cùng là sự nổi tiếng của Nika Luffy đối với toàn bộ chiến dịch cách mạng trên toàn thế giới. Mặc dù đánh bại Kaido với sức mạnh Nika, rất ít người biết rõ sự thật trái ác quỷ của Luffy là gì. Chỉ có đô đốc hải quân, lão tinh, Kuma hay Vegapunk là những người biết được bí mật. Nhưng mà chắc chắn rồi, sau khi Luffy hạ bệ thánh Saturn, thông tin Nika tồn tại sẽ lan rộng toàn cầu, thúc đẩy một công cuộc cách mạng khổng lồ chưa từng có ở trong lịch sử. Đích đến không gì khác ngoài dẹp bỏ tổ chức quân sự hùng mạnh nhất mang tên là chính phủ, mặc cho Dragon là thủ lĩnh quân cách mạng. Nếu thông tin Luffy thần mặt trời Nika được viral, chính cậu mới là niềm hy vọng số 1 dẫn dắt tất cả các phe phái từ hải tặc, hải quân. Bất kỳ ai có ý chí tự do muốn chống lại chính phủ đều sẽ thần tượng Luffy như là đấng tối cao vậy. Sau Exit, con số truy nã dành cho Luffy biết đâu đó thì sẽ còn cao hơn cả xanh. Mỗi việc cậu đánh bại Saturn và được xác nhận là Nika thì ngót nghét 5 tỷ Belly còn hơi ít đấy. Để điều đó xảy ra phụ thuộc rất nhiều vào ngòi bút thượng hạng của liều báo Morgan, huyền thoại người đưa tin đang lấp ló bóng dáng và tiến đến Exit cho sự kiện vĩ đại sắp xảy ra. Luffy Nika Viral có thể sẽ là topic nổi bật nhất cuối năm 2024, khép lại chương Exit hay không kém gì so với Wano Quốc năm 2022 đầy biến cố. Và ok, trên đây là dự đoán One Piece năm 2024. Anh em muốn mình làm tiếp về chủ đề gì cứ comment bên dưới nha. Và sau đây là ba bạn may mắn lên sóng cuối mỗi video. Đầu tiên là bạn 9aremi422. Anh ơi, nếu A không chết thì sao có thể hồi phục lại trí nhớ không anh? Nếu như A không chết thì chắc gì Oda đã tạo ra thêm một người anh cho Luffy để thay thế vai trò ấy, đúng không nào? Bạn Cường Hứa 8151. Chúc thuyền trưởng năm mới chiêu mộ được nhiều thành viên máu mặt nhé. Thông báo với anh em là Captain Soi đang tuyển chiêu mộ nhân tài về băng. Anh em hứng thú cùng bọn mình ra khơi thì vào Facebook tham gia fanpage Sam Soi nhá. Bạn Trọng Hiếu Hồ 262. Không biết Ryuma thời xưa mạnh như thế nào, hóng quá. Sắp tới thì sẽ có anime riêng về ông, thế nên cũng không phải cần chờ đợi quá lâu đâu. Chúng ta cũng sẽ được chứng kiến toàn bộ sức mạnh của một huyền thoại. Rồi, và đừng quên like, share ngay clip nếu như mà các bạn cảm thấy hay ho nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!